gì cùng anh em lỡ đi như bay trong gió. Còn nhiều điều mà chưa làm phải hoàn thành xong nó. Hoa mơ bắt đầu buồn trên thành phố lúc tụi anh đi. Vì những con số đó ngày một nhiều là những gì mà anh nghĩ. Nhớ khi anh em đụng chuyện trên cuộc gọi điện là tôi không bị xóa thiệt. Hãy đừng ngay miệng với anh nói chuyện phải biết nói thành tiếng sắp tiền. Và anh có thêm sức mạnh lên như là Power Ranger. Những kim cương sẽ lấp lánh, wow, như Flasher. Bao nhiêu lần anh đã nghĩ mình thất bại phải tự đứng lên. Lúc không có một ai bên xung quanh anh chỉ là bóng đèn. Nhưng tôi sang trên sân khấu và mọi người lại gọi tên. Không có gì ngoài người ta trong Red Zone là from the trap game. Không có gì ngoài anh em tụi anh bố lên như là Lakers. Buổi sáng khi anh thực sự gọi anh là Diron Maker. I say anh có lại, just lay her. When I came back in my squad, call me Daystar. Bố gửi về tôi tên, tin nghe mình sẽ tốt hơn. Keep calling my phone, anh đã đưa từ anh lên top. Blowing up some girls, không phải quan tâm đến ai. Anh đã chẳng qua chẳng tiếng nói vẫn cứ bên tai. Yeah, yeah, that's my game, cùng những bữa tiệc. Mỗi khi tụi anh được chơi show như a trap star. Đoạn vài vòng hết, tiền siêu rồi anh rõ thêm. Shorty nói kia bọn anh sao em chỉ cần vỡ lên. Đi đưa về anh từ sau để cho anh. Stay in my lane. I will make your day better. Can't resist, I'ma go.